Từ ngày làm food review, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy xấu hổ với mọi người nhất, vì mình đã lên bài về một quán nướng gặp quá nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nó còn lên xu hướng quá mạnh. Mình đã nghĩ là phải ẩn nó đi, nhưng rồi mình quyết định phải giữ lại để mọi người có thể thấy video, đọc comment và xem xét. Lần này mình có một quán nướng mà mình đã tìm hiểu và trải nghiệm một cách chân thực nhất muốn giới thiệu cho các bạn. Quán nướng này không nằm trong phân khúc giá rẻ, mô hình gọi theo set và đĩa mình có để menu nên các bạn hãy để ý nha. Một set này ăn đủ no cho hai người có nầm giòn, ba chỉ và bò bắp lõi. Mình chắc chắn với phân khúc nướng giấy bạc theo cái kiểu bình dân mọi người hay thấy thì chỉ duy nhất quán này có cái rẻ sườn bò và bò Nhật Fuji. Trước nay khi mà thấy rẻ sườn bò hay là bò Nhật Fuji các bạn chỉ thấy trong cái quán nướng BBQ của Nhật và Hàn thôi. Quán này lại tự tin mang ra với cái phân khúc nướng giấy bạc này. Mình nghĩ không phải nướng đâu, cái này là xào hoặc là rán thôi. Nhưng mà khi ăn thì mới thấy là nó có cái kiểu ngon riêng của nó khi mà nướng cùng giấy bạc nha. Bò Fuji khi mà nướng ở đây nó được ngấm bơ nhá, sau đó là chấm cùng với sốt trứng muối bùi béo, ăn nó mềm tan trong miệng. Bò bắp lõi không ướp quá nhiều gia vị cùng với tỏi băm thơm được thái thớ mềm ngấm sốt khi ăn nó mềm mọng. Ăn cùng với ba chỉ nướng xém và nầm giòn. Quán không phụ thu phát mà với chất lượng thịt như thế này thì mình nghĩ rất đáng để thử.